Xin chào nhà báo Đại Phượng Chắc hẳn là nhà báo còn nhớ cái vụ thảm sát kinh hoàng vào tháng 12 năm 2012 Khi đó tại một trường tiểu học tại bang Connecticut thì đã có 26 người chết Và trong đó thì có 20 trẻ em, 6 người lớn và bao gồm cả mẹ của sát thủ trong đó nữa Và sở hữu súng thì đã là một văn hóa gắn liền với người Mỹ Nhưng gần đây thì những hậu quả của vấn đề bạo lực do sử dụng súng thì có chiều hướng gia tăng Và đặc biệt thì trong vòng một tuần trở lại đây thì đã có tới 3 vụ xả súng khiến hàng chục người tử nạn vậy thì vấn đề gì đang xảy ra ở nước Mỹ vào thời điểm này? Quyền được sử dụng súng cá nhân và được mang súng đi theo người uh, bất cứ lúc nào được ghi rõ trong hiến pháp của nước Mỹ, nó đã trở thành cái lối sống, cái văn hóa của nước Mỹ. Có một uh, vận động viên uh, anh Christopher Lane. anh này là vận động viên bóng chảy rất là nổi tiếng của úc. Anh ta khi mà đang chạy thì uh, gặp ba cái thanh niên vô cớ và vác súng là bắn chết cơ quan điều tra thẩm vấn những cái thanh niên hỏi là vì sao anh lại bắn cái vận động viên nổi tiếng như thế và anh có thà hằn thù gì không và không lý do chỉ đơn giản là chúng tôi buồn thì chúng tôi rút súng ra bắn thôi những lý do vô cớ như thế thường xuyên xảy ra nước mỹ nó tạo thành một sự nhức nhối ở trong lòng những người dân mỹ đặc biệt là trong giới giáo dục cả nước mỹ đang bàng hoàng sau thông tin mà một tay súng bắn chết tổng cộng là 12 người tại ngay một căn cứ hải quân của mỹ vào sáng ngày 16 tháng 9 Chính vì vậy mà Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 17 tháng 9 thì kêu gọi quốc hội nước này là làm sống lại dự thảo cải cách luật kiểm soát súng đạn. Và dư luận lại đặt một câu hỏi rằng là liệu vấn đề này một lần nữa có lại rơi vào quên lãng như trước đây hay không? Ông Tổng thống Mỹ Barack Obama, ông là người của Đảng Dân Chủ. 60% các nghị sĩ của Đảng Dân Chủ ủng hộ việc là kiểm soát vũ khí sát thương chặt chẽ hơn. Trong khi đó thì chỉ có 30% các nghị sĩ và những người của Đảng Cộng Hòa ủng hộ cái việc là kiểm soát chặt chẽ hơn mà thôi. Như vậy chúng ta đủ thấy rằng là ngay trong quốc hội đã có một sự chia rẽ rất là lớn. Vậy thì liệu rằng tổng thống Obama đưa ra một quan điểm như vậy, liệu có thuyết phục được là đa số quốc hội để thông qua quan điểm của ông hay không? Tôi nghĩ là trong vào thời điểm hiện nay là rất là khó. Ông Ango là một người của Đảng dân chủ thì cũng đã bị thua trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2000 do mất sự ủng hộ tại một số mà bang làm nông nghiệp trước đó chủ chốt. Những người mà xem rằng là việc sử dụng súng cứ như là cơm bưng nước rót hàng ngày vậy. Thì ông có nghĩ rằng đây là một lý do mà đảng dân chủ rất khó có thể làm mạnh tay để giảm thiểu cái, cái tình trạng bạo lực ở Mỹ hay không? À, đúng như vậy, càng ở cái khu vực mà các cái bang à, nông nghiệp, các cái bang nông thôn, các bang miền núi, xa các đô thị lớn, thì ở đấy cái nhu cầu sử dụng súng cá nhân rất lớn. Một khi mà có cầu thì đương nhiên sẽ có cung. Thế thì cái ngành sản xuất súng để đáp ứng cho những khách hàng muốn có sở hữu súng tư nhân đấy cũng là một cái ngành béo bở. Đấy cũng là một trong những lực lượng cản trở cái việc là kiểm soát hoặc là hạn chế cái quyền sử dụng hoặc là tiếp cận với súng cá nhân ở nước Mỹ hiện nay. Vâng, rõ ràng là để mà hạn chế súng ở Mỹ thì gặp vài rất nhiều trở ngại. Trở ngại đầu tiên là trở ngại về văn hóa. Trở ngại thứ hai là lợi ích. Ở Mỹ thì có tới 300.000 người bị giết bởi súng đạn. Mộ. Và cái số người chết do việc sử dụng súng đạn ngay tại nội tại nước Mỹ thì còn cao hơn số người Mỹ thiệt mạng trong cuộc chiến tranh Iraq. Tại sao Quốc hội họ lại từ chối cái dự luật này lâu như vậy chúng ta biết rằng là trong lịch sử nước mỹ đã từng có những uh, nhóm lợi ích nọ nhóm lợi ích kia người ta gây sức ép lên các nghị sĩ quốc hội và các nghị sĩ quốc hội lại ủng hộ và bảo vệ cái lợi ích của các nhóm lợi ích đó vậy cho nên là hiện nay cái thế lực uh, ủng hộ cái uh, dự luật là kiểm soát vũ khí chặt chẽ hơn của tổng thống mỹ barack obama thì chưa đủ mạnh chưa đủ áp đảo để có thể uh, thông qua được cái dự luật như thế đảng dân chủ đang leo một cái dốc mà cái dốc này rất mệt mỏi không dễ gì mà vượt qua được Chính vì xuất phát từ những cuộc tranh luận như nhà báo nói thì là có một cái sự thật trên rất nhiều cái tờ báo nước ngoài ngay cả tạp chí Washington Post cũng có nói rằng là càng nhiều luật thì lại những cái vụ thảm sát lại càng gia tăng. Như vậy thì nhà báo đánh giá như thế nào về khả năng thành công của việc nỗ lực kiểm soát súng của tổng thống Barack Obama trước những cái diễn biến mới như thế này nếu mà có thành công thì cái thành công cũng rất là hạn chế bởi vì đây nó đã trở thành vấn đề là đời sống, vấn đề lối sống, vấn đề uh, truyền thống của người Mỹ, vấn đề văn hóa và kể cả nó vấn đề pháp luật luật phép uh, cho phép rồi cái việc này ở trên thế giới người ta cũng bàn đến nước Úc thì cũng là một cái nền văn hóa cũng na ná như là Anh Mỹ năm 1996 thì ông John Howard ông ấy nói rằng là nếu mà để cho uh, dân chúng mà tự do sử dụng vũ khí tư nhân sở hữu nó mà không được kiểm soát chặt chẽ thì nó sẽ mang đến cái uh, tiêu cực cho xã hội và nước Úc hoàn toàn không muốn cái sự tiêu cực ở nước Mỹ nó lại tràn sang nước Úc. Vâng trước khi mà kết thúc của chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin gửi đến nhà báo một hình ảnh những người Mỹ thì có đưa một tấm biển rằng là chúng ta hãy bảo vệ trẻ em chứ không phải bảo vệ những khẩu súng kia và câu hỏi của Tổng thống Obama đã đặt ra vào ngày 22 tháng 9 là liệu rằng chúng ta đã quan tâm đủ hay chưa thì câu hỏi này không thể trả lời vào thời điểm này được đúng không ạ vâng rất cảm ơn giả nhà, nhà báo cho chương trình ngày hôm nay ừ, cảm à, xin cảm ơn nhà báo rất nhiều à, xin cảm ơn